TikToker Vi Anh, cô nàng chuyển giới giỏi giang y đúc Hương Giang gây sốt mạng xã hội với món chả mãng cầu. Nhiều ngày qua, món chả mãng cầu đang hot dần dần trên mạng xã hội, nhiều người trẻ đổ xô đến các hàng quán để có thể trải nghiệm món chả độc đáo này. Xe chả độc lạ của cô gái trẻ Vi Anh, 25 tuổi, ngụ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An hút hàng trăm khách mỗi ngày. Tạo trend với chả mãng cầu, Vi Anh cho biết khách hàng không chỉ đến từ các địa phương lân cận tỉnh Long An mà còn có nhiều người đến từ các tỉnh miền Tây như Tiền Giang, Đồng Tháp, có bạn còn chạy xe gần 2 giờ để đến đây mua chả mãng cầu, cô gái trẻ nói. Chả mãng cầu gồm các nguyên liệu chính như chả pha sẵn, tắc, đường và mãng cầu, món đồ uống có vị đắng, chua, ngọt, hòa quyện khiến cho nhiều người trẻ thích thú. Hơn hết, món chả này còn tốt cho sức khỏe, thích hợp để giải nhiệt trong mùa nắng nóng. Cô chủ tiệm trà sữa chia sẻ, Vi Anh chỉ mới bán món chả mãng cầu hơn 2 tuần do được khách hàng gợi ý về thức uống đang hot này, giá bán mỗi ly trà là 20.000 đồng. Thời gian đầu Vi Anh chỉ chuẩn bị khoảng 2 đến 30 cân mãng cầu mỗi ngày, nhưng giờ đây cô phải dậy sớm để làm 60-70 kg, thậm chí có ngày lên đến 100 kg mãng cầu thì mới đủ phục vụ. Có nhiều hôm, tôi và chồng phải chạy đi tìm thêm mãng cầu để bán mà không có, thấy khách đến xếp hàng mà quán lỡ bán hết nhanh quá, vừa tiếc vừa ái ngại với khách, Vi Anh bộc bạch. Chị Phấn Mai, ngụ tỉnh Long An cho hay, vài hôm trước đi ngang tiệm trà sữa, thấy đông quá nên ghé vào mua thử, món chả mãng cầu không ngờ rất ngon, tôi mua thêm luôn 5 ly về vì sợ đông quá, quay lại không mua được. Chị Ngọc Tuyết thậm chí còn lái xe 2 tiếng từ Đồng Tháp đến Long An để mua ly chả mãng cầu đang hot mạng. Tôi đến xếp hàng nhưng đông quá cuối cùng không mua được, nhưng bản thân lại thấy vui vì cô chủ dễ thương lắm, chị Tuyết nói. Khách hàng Ngọc Nhi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, bản thân rất thích món chả mãng cầu nhưng không tìm được nơi nào bán ngon, giá hợp lý ở địa phương. Thấy trên mạng, mọi người đổ xô đến uống chả mãng cầu tại đây, tôi cũng tò mò uống thử. Bất ngờ vì món đồ uống, tôi mua 10 ly mang về cho cả nhà luôn, Nhi kể. Vi Anh là ai? Bản sao Hương Giang. Xe chả mãng cầu thu hút khách vì Vi Anh vốn dĩ là một TikToker với gần 490.000 người theo dõi. Cô nàng sinh năm 1998 đến từ Long An. Những đoạn clip triệu view của Vi Anh thường xoay quanh câu chuyện khởi nghiệp, đời sống thường ngày của cô cạnh xe trà sữa. Nhờ tính cách hài hước, cởi mở, cô gái trẻ được rất nhiều người dùng theo dõi, ủng hộ. Thậm chí, nhiều người còn gọi cô nàng là bản sao của Hương Giang, nhận được nhiều lời khen và động viên, Vi Anh rất vui. Nói về việc giống Hương Giang, cô nàng cho rằng bản thân chỉ có một vài nét giống với Hoa hậu chuyển giới 2018 thôi, vì mỗi người mỗi khác, ai cũng có nét đẹp riêng. Được hỏi về sau này có tham gia các cuộc thi nhan sắc không thì cô nàng cho biết vẫn đang cố gắng từng ngày để thay đổi bản thân trở nên tốt đẹp hơn và hy vọng trong tương lai sẽ được tham dự. Trước đó, Vi Anh từng là công nhân tại nhà máy may trên địa bàn tỉnh Long An. Mỗi ngày cô nàng phải làm việc vất vả 7 tiếng, đổi lại mức lương chỉ hơn 6 triệu đồng. Đến đầu năm 2022, cô quyết định nghỉ việc, tính hướng khởi nghiệp. Đến tháng 4 năm 2022, cô gái nảy ra ý tưởng làm xe trà sữa với số vốn 25 triệu đồng. Tuy nhiên, các chi phí phát sinh khác khiến vợ chồng cô phải xoay thêm vốn, tổng số lên đến 50 triệu đồng. Thời gian đầu chưa có khách quen, xe trà mãng cầu không tránh khỏi những ngày ế ẩm. Cho đến khi những đoạn clip dí dỏm của cô chủ được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã biết và tìm đến tiệm trà sữa. Điểm đặc biệt của hot TikToker này, Vi Anh là người chuyển giới nên câu chuyện tình yêu giữa cô và người chồng hiện tại càng nhận được nhiều quan tâm theo dõi của cộng đồng mạng. Tôi vừa tổ chức đám cưới hồi cuối tháng 4, trải qua nhiều biến cố, đến thời điểm này cuối cùng tôi cũng có được một đám cưới trọn vẹn, hạnh phúc, đó là điều khiến tôi vui nhất, Vi Anh bộc bạch.